Nếu bạn đang cảm thấy có thứ gì đó đang kìm nén sự tăng trưởng của doanh nghiệp của mình và đang phải vật lộn trong cuộc chiến tìm đúng khách hàng tiềm năng, hãy xem ngay 7 lời khuyên sau để có thể tìm hiểu và tìm đúng khách hàng tiềm năng cho mình. Xin chào các bạn, mình là Bích Uyên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Ngày hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn 7 cái phương pháp giúp cho doanh nghiệp của bạn tìm đúng được khách hàng tiềm năng. Nếu bạn đang cảm thấy có thứ gì đó đang kìm nén sự tăng trưởng của doanh nghiệp của mình và đang phải vật lộn trong cuộc chiến tìm đúng khách hàng tiềm năng thì ngày hôm nay bạn không cô đơn đâu. Đây chính là cái chủ đề được thảo luận rất sôi nổi hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp đang cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian vào những khách hàng không có tỷ lệ chuyển đổi. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là các doanh nhân đều không hiểu rõ về những đối tượng, những người mà họ tiếp cận và bán hàng ngay từ đầu. Thay vì ném tiền qua cửa sổ để kiếm lại được số phần trăm ít ỏi khách hàng tiềm năng, hãy xem ngay 7 lời khuyên sau để có thể tìm hiểu và tìm đúng khách hàng tiềm năng cho mình. Trước khi đi đến với 7 phương pháp này thì Uyên mong rằng bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được những video mới nhất của Uyên vào những ngày tiếp theo. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với điều đầu tiên, đó chính là làm thế nào để có thể nhận biết đâu là khách hàng không tiềm năng, tránh lãng phí thời gian của bạn. Hầu hết các doanh nghiệp đều bị cuốn vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho mình, đến nỗi họ quên mất những khách hàng không lý tưởng. Trước khi bạn bắt đầu để hiểu đâu là đối tượng doanh nghiệp cần chú ý tiếp cận, hãy xác định đối tượng mà bạn hoàn toàn không muốn tiếp cận. Điều này vô cùng quan trọng để tạo ra được một cái thông điệp có mục đích và tránh cho doanh nghiệp lãng phí thời gian. Thì hãy nhớ rằng nếu bạn cố gắng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người thì bạn sẽ không thu hút được ai. Và dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết khách hàng không tiềm năng. Ví dụ đầu tiên đó chính là một khách hàng yêu cầu bạn trả lời email của họ vào tối thứ bảy. Trừ khi bạn thích bị kiểm soát bởi khách hàng hay cố gắng đáp ứng nhu cầu phi thực tế thì bạn sẽ không muốn làm việc với những loại khách hàng như vậy đâu. Và ví dụ thứ hai chính là một khách hàng nói về việc muốn thuê bạn nhưng sau đó họ lại đề nghị trả cho bạn bằng các hình thức ngoài tiền mặt hoặc yêu cầu giảm giá trả trước. Bạn có thể tưởng tượng ra được rằng là mối quan hệ làm việc như thế thì sẽ trở nên như thế nào. Và ví dụ số 3, một khách hàng nói rằng họ cần kết quả ngay lập tức, nếu không doanh nghiệp của họ sẽ bị chìm nghỉm. Và theo kinh nghiệm của tôi thì những khách hàng này hóa ra là những người không thể vui vẻ khi làm việc cùng, vì họ xem bạn và lời đề nghị của bạn như sự sống của họ. Bạn đừng chấp nhận trở thành những người cứu rỗi cuộc đời cho ai đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp thứ hai, đó chính là hãy nhìn theo cách nhìn của khách hàng tiềm năng. Bạn biết rõ mình là ai, nhưng khách hàng thì họ lại không biết bạn. Để tìm kiếm khách hàng tiềm năng của mình, trước tiên bạn cần phải hiểu rõ cách nhìn của họ. Việc tiếp thị sẽ chỉ thành công nếu bạn hiểu cái cách mà họ nhìn nhận thế giới hàng ngày. Tất cả chúng ta đều có quan điểm rất khác nhau, vì vậy điều này rất quan trọng. Để có thể tiếp thị thành công chính là phải hiểu khách hàng của mình. Và ví dụ tiếp theo tôi đưa ra cho các bạn đó chính là chúng ta có khách hàng, một người thừa cân nặng và một người muốn giảm khoảng 20 cân. Cả hai có thể bị coi là khách hàng tiềm năng của chúng ta, nhưng hai người này lại có quan điểm khác nhau. Người thứ nhất thì đang cố gắng thoát khỏi một tình huống tiêu cực trong cuộc sống của mình, nhưng người thứ hai thì lại cố đạt được kết quả tích cực. Một người thì đang chạy trốn, còn người kia thì đang chạy tới một thứ gì đó. Và phương pháp thứ ba, hãy tìm kiếm khao khát mãnh liệt nhất của họ. Tiếp theo, hãy khám phá ra những mong muốn lớn nhất của khách hàng bằng việc trả lời những câu hỏi sau. Mục tiêu cuối cùng của khách hàng là gì? Thứ hai nữa là hãy làm thế nào để giúp họ hình dung ra được giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của mình. Và liệu đây có phải là một chương trình, một dịch vụ dành cho bạn hay không? Điều này sẽ giúp bạn tạo ra những lời mời chào phù hợp hoặc chỉnh sửa lại thông điệp hiện có. Và phương pháp thứ 4, hãy tìm kiếm khó khăn lớn nhất của khách hàng. Khi bạn đã xác định được mong muốn lớn nhất của họ, đó là thời gian để lật ngược lại kịch bản và xác định điểm khó khăn lớn nhất của khách hàng. Sau đó hãy kết nối từng điểm với lời mời chào của bạn để cho họ thấy những cái lời đề nghị ấy được giải quyết một cách triệt để. Và để tìm được khó khăn của những khách hàng tiềm năng, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, vấn đề nào đè nặng lên tâm trí của khách hàng hàng ngày, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhiều khía cạnh khác của họ trong cuộc sống. Và câu hỏi số 2, vấn đề nào họ sẽ
sẵn sàng chi trả tiền để giải quyết ngay lập tức khi có thể. Và mẹo nhỏ ở đây chính là nếu bạn đang khó khăn trong công việc trả lời bất kỳ một câu hỏi nào ở trên, và nếu bạn đang vật lộn khi tìm kiếm thế giới quan, mong muốn, khó khăn và các vấn đề khác của khách hàng tiềm năng, thì ngay lúc này hãy thực hiện một cuộc khảo sát với nhóm người mà bạn tin đó chính là khách hàng tiềm năng của mình, hoặc hơn hết là hãy tìm kiếm dữ liệu khách hàng đã sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp bạn trước đó. Và phương pháp số 5 chính là hãy xuất hiện ở nơi mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm. Khi cố gắng tìm kiếm nhóm khách hàng tiềm năng của mình, hầu hết các doanh nghiệp đều cố tự thành lập và tiếp thị doanh nghiệp của họ trên nhiều nền tảng một lúc. Để nhanh chóng tìm được nhóm khách hàng ấy thì hãy đảm bảo rằng bạn chỉ xuất hiện một cách có chiến lược trên các nền tảng mà họ đang sử dụng. Khách hàng của bạn đang ở đâu là câu hỏi mà bạn cần phải lấy giấy bút và viết ngay ra bây giờ. YouTube, Facebook, Instagram hay là TikTok, và sau đó hãy dựa vào các nguồn lực tài chính, nhân lực của bạn để triển khai những nội dung mà khách hàng của bạn quan tâm và đưa lên trên những cái nền tảng đó. Và phương pháp số 6, hãy chắc chắn rằng bạn phù hợp với họ. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia thực thụ trong việc tìm kiếm những khách hàng tiềm năng cho mình thì bạn càng cần phải trở thành một nhà cung cấp dịch vụ lý tưởng của họ. Điều này có nghĩa là bạn cần phải đảm bảo rằng thương hiệu của bạn gây tiếng vang được với loại khách hàng cụ thể mà bạn đang muốn thu hút. Thông điệp tiếp thị và giá trị thương hiệu tất cả đều phải gây ấn tượng cho những khách hàng ấy. Và phương pháp số 7, tận dụng kết quả mối quan hệ sẵn có để tìm đúng được khách hàng tiềm năng. Thay vì cố gắng tự mình tìm kiếm nhóm khách hàng, hãy hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược với những người đã tiếp cận trực tiếp với hàng ngàn khách hàng tiềm năng của bạn. Điều này sẽ khai thác tối đa tiềm năng cũng như tiết kiệm thời gian hiệu quả tìm đúng được khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn hãy thực hiện 7 phương pháp trên để có thể phác họa chân dung khách hàng tiềm năng của bạn, để có thể xây dựng chiến lược bán hàng thành công cho chính doanh nghiệp của mình. Và tất cả những gì mà Uyên vừa chia sẻ, Uyên rất mong bạn hãy mang nó về áp dụng cho doanh nghiệp của mình để có thể gia tăng giá trị đơn hàng cũng như là giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển hơn. Và Uyên mong rằng bạn hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để nhận được những video mới nhất từ Uyên. Hãy ủng hộ Uyên và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.